Xin chào mọi người, hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị một căn nhà xây dựng độc lập tại Hachi 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này, thứ nhất là xây dựng độc lập, thứ hai là ngõ thông. Và với cái căn nhà này thì ô tô đỗ ngay cạnh nhà đây quý vị nha. Đó. Và thứ ba nữa là cái diện tích của cái căn nhà này là 42m trên sổ đỏ và được thiết kế xây dựng từ tầng 2 xây đua ra thì nó khoảng tầm 51m nha quý vị. Toàn bộ cái mặt tiền của ngôi nhà này quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh là chủ đầu tư lát ốp toàn bộ cái đá granite rồi. Đấy, toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà với cái diện tích rất là lớn thì cái thiết kế của ngôi nhà này như thế nào? Với cái hướng nhà là hướng đông bắc quý vị nha. Và điều đặc biệt nhất mà Ngọc Ánh muốn gửi gắm với quý vị qua video này đó là chủ đầu tư giảm giá chào bán với riêng căn nhà này. Đợt trước ấy, chủ đầu tư có chào là 4 tỷ 350 triệu đồng quý vị ạ. Và với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh cũng đã quay rồi và quay với cái giá 4 tỷ 350 triệu đồng. Tuy nhiên hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay lại gửi tới quý vị với cái giá chào bán là 4 tỷ 150 triệu đồng nha mọi người. Đó. Chủ đầu tư giảm chào 200 triệu riêng căn nhà này thôi, bởi vì chủ đầu tư đang cần tiền cho nên là nhờ Ngọc Ánh quay để gửi bán mọi người nha. Và với cái thiết kế tầng 1 của ngôi nhà thì như thế này, là mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng thì thiết kế hai cửa, ngoài cái phần cửa chính ra thì có một cái ô cửa sổ thoáng ở đây nữa mọi người nha. Đó. Đó, rất là thông thoáng. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và phía bên trong là cửa kính gỗ mọi người ạ, gỗ kính. Đây. Quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh. Đó. Rất là chắc chắn. Diện tích là 42m² quý vị nha. Căn nhà này cũng được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Xây dựng độc lập, bởi vậy cho nên là cái điện nước là đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà quý vị ạ. Và cái phần phòng khách thì chủ đầu tư lát toàn bộ gạch kích thước là 60-60. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Có sẵn cái chờ mấu quạt trần rồi để lắp quạt trần. Đó. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu trắng. Vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với lại ngã 5 Hà Trì. Nó cách vị trí ngã 5 Hà Trì nó chỉ phạm vi bán kính 200m, cách với chợ dân sinh 100m, chỉ có đi bộ vài bước chân là ra tới chợ dân sinh rồi quý vị ạ. Và với cái căn nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích về những cái như quý vị mong muốn ở đây tìm hiểu. Thứ nhất là những cái tiện ích sinh hoạt thì đầy đủ. Thứ hai về những cái việc học hành con cái, ví dụ như ở đây có những cái trường, ví dụ như trường trung học phổ thông Lê Lợi này, trường Lê Quý Đôn này, rất là gần để quý vị cho con em mình đi học. Và từ vị trí ngôi nhà này ra cái trường đấy nó chỉ khoảng tầm 4 đến 500 mét thôi mọi người nha. Tiếp theo, cái vị trí của cái nhà này cách với trung tâm hành chính quận Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 800m. Và với cái ngôi nhà này nó cách với chợ Hà Đông cũng rất là gần mọi người ạ. Chợ Hà Đông thì chắc chắn là quý vị nào cũng biết rồi, nó cũng chỉ phạm vi 1 km quay đầu. Ngoài ra về những cái tiện ích lớn hơn, trung tâm thương mại cũng như là bệnh viện thì khá là đầy đủ, chỉ trong phạm vi bán kính 1,5 km quay đầu là quý vị đã có thể chọn lựa cho mình những cái bệnh viện rất là lớn. Ví dụ bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Bỏng Trung ương, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Đa khoa Hà Đông và những cái chợ lớn, những cái trung tâm ví dụ như là trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, trung tâm Iomon Hà Đông, nói chung đi lại quá là thuận tiện. Tiếp theo, không để nó lan man nữa, mời mọi người theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây là phần phòng bếp quý vị ạ. Đó, thiết kế khá là rộng. Toàn bộ xung quanh bếp là được thiết kế là cái tủ gỗ mọi người nha. Đây, tủ gỗ An Cường và hệ thống phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Chất liệu chậu rửa bát thì là inox 304, chậu đúc, đó, vòi rửa. Xung quanh bếp thì là ốp đá đen. Và mặt bếp thì ốp đá đen granite, rất là sạch sẽ. Nhìn cái tông màu trắng đen nó rất là nổi bật cho cái không gian bếp này. Cái bếp này thì thiết kế hình chữ L cũng khá là vuông vắn. Đồng thời ở đây có thể quý vị đặt thêm hậu ngói một bộ bàn ăn nhỏ nhắn xinh xắn ở đây cũng khá là hài hòa. Cửa ở đây, cửa như vừa Ngọc Ánh vừa chia sẻ thì cái không gian bếp này mở ra rất là thoáng. Cái hướng nhà đông bắc này cũng rất là mát mọi người ạ. Và tiếp theo thì ở cái căn nhà này mặt ngõ. Đó, cho nên là cái cửa sổ mở ra rất là thoáng. Phía tầng 1 ngoài ra còn có một cái nhà vệ sinh nhỏ nhắn, đầy đủ cái công năng bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa, lavabo, hệ thống máy bơm nước tổng tự động lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó,
Mọi người thấy không, với cái không gian mà 42m thì nó cũng khác hẳn với lại cái 30m mà Ngọc Ánh thường xuyên quay đến mọi người. Căn nhà này thì quan trọng là cái vị trí, nhưng Ngọc Ánh vẫn chia sẻ thường xuyên ở trên các video, cái vị trí nhà đất nó quyết định lên cái giá bán quý vị ạ. Bởi vậy cho nên không tự nhiên mà trong kênh của Ngọc Ánh lại có những căn nhà nó chỉ 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6, 1 tỷ 7 mà lại có những căn nhà 7, 8 tỷ mọi người nhá. Tiếp theo, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá tự nhiên mọi người nha. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà thiết kế như thế nào nha. Lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như thế này mọi người ạ. Thiết kế gồm 2 phòng ngủ như quý vị có thể nhìn thấy đây nha. Hai phòng ngủ, Ngọc Ánh đang đứng ở giữa hai phòng đấy, và một cái hành lang ở phía đằng đây rất là rộng. Phía hành lang trước hai phòng ngủ rất rộng, đồng thời có một nhà vệ sinh. Mời người theo em vào nhà vệ sinh trước xem nhà vệ sinh này thiết kế như sau. Đây là cái kệ để xà phòng cũng như là kệ để đồ tắm ở phía bên trong này, quạt thông gió này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh rất là đẹp nha mọi người. Đó, hệ thống bồn cầu liền khối lavabo. Nói chung là đầy đủ cái công năng cho quý vị sử dụng theo cái từng tầng. Đó, cửa ở nhà vệ sinh này sau lại mở nha, nhỏ nhắn thôi nhưng mà mở ra rất là thoáng ạ. Đó, gương tắm. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, chống âm, chống ồn cũng khá là hợp lý. Mời người theo em vào cái căn phòng ngủ đầu tiên. Đây, toàn bộ cái không gian phòng ngủ thì chủ đầu tư lát sàn gỗ nha mọi người. Đó, cái màu sắc thì cũng rất là nhã nhặn. Cái sàn gỗ này thì là màu gỗ của cái màu óc chó mọi người ạ. Cho nên là nhìn cái màu cũng khá là đẹp, với cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Bởi vậy cho nên quý vị có thể nhìn thấy đấy. Và cái căn phòng ngủ này thì cũng khá là rộng và vuông vắn. Quý vị có thể kê đồ nội thất, giường, tủ khá là hợp lý. Ngoài ra thì các phòng thì đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa của từng phòng cũng được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ. Cái cửa sổ thì được thiết kế hai lớp, đảm bảo cái tính an ninh, an toàn và cũng như là cái tính thẩm mỹ cho ngôi nhà này. Cái cửa thông phòng thì toàn bộ các cửa ngủ, cái phòng ngủ thì đều được thiết kế là cửa gỗ mọi người nha. Đó, nhìn thực tế chất liệu luôn cho quý vị có thể nhìn luôn ở trên video, có thể tưởng tượng ra được. Thì Ngọc Ánh quay review rất là kỹ, rất là chân thật mọi người ạ. Cho nên là quý vị xem video của Ngọc Ánh thì kiên trì có thể xem từ đầu đến cuối để có thể nắm rõ tất cả các thông số, giá bán, vị trí nha mọi người. Mọi người chỉ bỏ mấy phút ra thôi nhưng mà mọi người có thể đã biết được cái vị trí đấy rồi. Đây là cái không gian phòng ngủ thứ hai. Đó, riêng tầng 2 là thiết kế hai phòng ngủ nha mọi người ạ. Rất rộng đúng không ạ? Đấy, tất cả các phòng đều có cửa thông thoáng này, rất là đẹp. Nhà ở đâu cũng vậy, quan trọng là cái tầm tài chính của quý vị và quan trọng là cái vị trí nhà đất. Đó, nó tạo nên, nó cấu thành nên cái giá nhà bán của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà rồi. Vậy tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nha. Với cái tầng 3 của ngôi nhà, chủ đầu tư cũng thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thì đây, mời mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ tiếp theo. Nói chung là nó thiết kế giống hệt như ở phía dưới tầng 2. Như vậy, tổng cái căn phòng ngủ của ngôi nhà này là 4 căn mọi người nha. 4 cái căn phòng ngủ riêng. Đó, 4 phòng ngủ riêng biệt, đáp ứng đầy đủ công năng, diện tích sử dụng thì rộng, vị trí thì gần như là trung tâm của quận Hà Đông rồi, rất là đẹp, đi ra các khu tiện ích thì quá là ok. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không bốc máy lên để gọi điện cho Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị. Với cái vị trí Hà Trì này thì có những cái căn giá nó thấp hơn nữa mọi người ạ. Giá nó chỉ từ 2 tỷ 750 triệu thôi. Quý vị muốn biết thêm thông tin thì gọi ngay cho Ngọc Ánh nhá. Đây là căn phòng ngủ tiếp theo. Đó, và nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây, nó cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Nói chung ý, tất cả các cái thiết bị vệ sinh rồi là cái công năng này sử dụng thì theo từng tầng, thì với cái ngôi nhà này đáp ứng đầy đủ cho quý vị những cái yếu tố đó. Và phần còn lại đó là tầng 4. Mời mọi người em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của ngôi nhà thì bước chân lên trên phía cầu thang, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy thoáng xuống cái khu vực toàn bộ cái khu vực cầu thang mọi người nha. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một cái phòng riêng để làm phòng thờ mọi người ạ. Đó, cái phòng thờ này cũng rất là rộng nha mọi người.
Chỉ có duy nhất cái phòng thờ này là chủ đầu tư không lát sàn gỗ, thay thế vào đấy là lát gạch mọi người ạ. Đó. Lát gạch kích thước 60-60. Phòng thờ rất rộng. Và phần đây là khu vực để máy giặt quý vị nhá. Đây có một cái ống sẵn rồi, ổ điện. Và cuối cùng đây chính là phần sân phơi. Đấy, Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người luôn, cái giá chào bán căn nhà này 4 tỷ 150 triệu đồng, hỗ trợ vay ngân hàng tối đa 80% giá trị nhà, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Đó. Đây, cái không gian cái mọi người có thể nhìn thấy này, cái không gian ở phía sân phơi này nó rất là rộng. Quý vị nào mà yêu thích trồng hoa, trồng lan, trồng cây thì đây là một cái sân phơi cũng như là cái sân lý tưởng để quý vị có thể thể hiện cái mà mình sở thích của mình. Xung quanh ngôi nhà đây quý vị có thể nhìn thấy giùm em nha, dân cư đông đúc. Riêng ở vị trí nào chứ còn vị trí Hà Trì này thì hiện tại bây giờ chủ đầu tư tìm đất cũng không có mọi người ạ. Rất là hiếm, bởi vì sao? Gần như là không còn đất nữa, rất là hiếm luôn, mà có mua được thì giá đất rất là cao. Vậy thì quý vị mà muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983 013 403, hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì nhớ nhấn like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.